Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Color Sport. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục series giải ngố về Garmin. Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải các bài tập trong nhà như là gym, cardio, yoga, pilates hoặc là bài tập HIIT vào trong những chiếc đồng hồ Garmin của chúng ta để các bạn có thể tập theo nhé. Đầu tiên thì các bạn hãy mở cho mình ứng dụng Garmin Connect và sau đó chúng ta hãy vào phần menu của ứng dụng và các bạn hãy chọn cho mình mục đó là tập luyện và kế hoạch. Sau đó thì các bạn chọn cho mình mục bài tập. Ở trong này thì các bạn hãy chọn phần tìm bài tập hoặc các bạn có thể tạo một bài tập riêng cho mình. Nhưng tuy nhiên thì ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải bài tập có sẵn của Garmin nhé. Ở trong này thì chúng ta sẽ có rất nhiều bài tập khác nhau, hoàn toàn đủ cho các bạn luyện tập từ cơ bản cho đến nâng cao. Và ở mỗi một bài tập này thì sẽ tương ứng với một bộ môn ở trong đồng hồ. Ví dụ như ở bài 10 minute body weight này chẳng hạn, thì các bạn bấm vào, chúng ta sẽ thấy đó là đây là loại bài tập HIIT ở ngay phía đầu các bạn nhé. Chúng ta sẽ cần phải để ý là bài tập này là dạng loại bài tập nào ở trên đồng hồ để sao cho chúng ta chọn tương ứng ở trên đồng hồ các bạn nhé. Và ở dưới chúng ta sẽ có các thông tin về các bài tập như là cơ mở hông, cơ bụng, cơ khép hông, cơ bắp chân. Đây là các nhóm cơ sẽ được tác động ở trong phần bài tập này. Thời lượng là 10 phút. Và ở phía dưới thì chúng ta sẽ có các bài tập. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ có chống đẩy 5 lần, chống đẩy nhảy cao 10 lần, squat 15 lần, nhảy sao 20 lần và mountain climber 25 lần. Các bạn có thể bấm vào phần bài tập này và xem trước video của từng bài tập. Sẽ có rất nhiều góc khác nhau để các bạn có thể tham khảo. Hoặc chúng ta có thể vào bài Mountain Climber này chẳng hạn này. Ok, sau khi mà chúng ta đã xem rõ thông tin về bài tập của mình thì các bạn hãy chọn lưu vào bài tập của tôi. Và sau đó thì các bạn hãy nhấn vào biểu tượng mũi tên chỉ vào hình thiết bị ở trên góc trên bên phải này để chúng ta gửi bài tập này đến chiếc đồng hồ của chúng ta. Ví dụ ở đây thì mình đang cài hai chiếc đồng hồ, đó là Phoenix 6S và Venue 2, thì mình sẽ chọn Venue 2 các bạn nhé. Sau đó thì các bạn nhấn quay trở về và chúng ta sẽ nhấn đồng bộ để bài tập được gửi sang chiếc đồng hồ Venue 2 của chúng ta. Và như vậy là ứng dụng Garmin Connect đã đồng bộ xong với chiếc đồng hồ Garmin Venue 2 của mình. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay sang chiếc đồng hồ Venue 2 của chúng ta. Vừa nãy thì mình vừa tải bài tập, đó là loại bài tập HIIT. Cho nên ở trên đồng hồ chúng ta sẽ cần phải chọn bài tập HIIT các bạn nhé. Và bây giờ thì mình sẽ bấm vào bài tập HIIT. Sau đó các bạn vuốt từ dưới lên trên. Và chúng ta sẽ chọn phần đó là bài tập. Đó, như các bạn có thể để ý thấy, hiện tại chúng ta đã có bài tập 10 minute body weight arm wrap ở đây. Còn phía dưới là hai bài tập có sẵn mặc định của đồng hồ thì các bạn có thể tập theo cũng được, hoặc chúng ta sẽ tải thêm như mình vừa hướng dẫn. Mình sẽ chọn bài tập mà mình vừa tải về. Ở trên đồng hồ sau khi chúng ta đã chọn bài tập thì cũng sẽ có thông tin về bài tập của chúng ta, thời lượng 10 phút và các bài tập là gì và số lần lặp lại ra sao. Các bạn có thể bấm vào trong để xem các bài tập cũng được, ví dụ như chống đẩy. Thì chúng ta cũng sẽ có video để xem trực tiếp ở trên đồng hồ để các bạn có thể làm theo nhé. Hoặc là chống đẩy nhảy sao này. Thì đây là bài tập chúng ta thường gọi là bài burpee đó. Đây là squat. Nhảy sao. Tiếng Anh là jumping jack đó. Và mountain climber. Ok, sau khi mà đã xem kỹ các bài tập của chúng ta thì các bạn hãy nhấn nút Start để bắt đầu. Nhấn Start một lần nữa. Và bài tập đầu tiên đó là chống đẩy. Thì ở đây đồng hồ sẽ có phần đếm số rep mà chúng ta đã tập nhé. Ở đây thì do mình không tập cho nên nó sẽ không nhảy được đều hoặc là không nhảy chính xác.
có thể do mình di chuyển đồng hồ thì nó sẽ nhảy được 1-2 nhịp chẳng hạn. Và khi chúng ta luyện tập thực tế thì đồng hồ sẽ đếm khá là chuẩn. Và khi đủ 5 rep rồi thì các bạn hãy nhấn nút back để chúng ta chuyển qua bài tập kế tiếp nhé. Và chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang bài tập chống đẩy nhảy cao là bài burpee đó. Và bài này chúng ta sẽ có yêu cầu là 10 rep. Và các bạn để ý ở thanh phía dưới chúng ta sẽ có mục thời gian mà chúng ta đã thực hiện trên con số là tổng 10 phút cho bài tập này. Tương tự, sau khi thực hiện xong bài này thì các bạn lại tiếp tục nhấn nút back để chúng ta chuyển qua bài tiếp theo, đó là bài squat. Ok, tương tự với các bài tiếp theo thì các bạn tiếp tục chuyển bài nhé. Sau khi mà chúng ta thực hiện xong thì các bạn hãy nhấn nút ở trên cùng bên phải này một lần nữa để chúng ta kết thúc bài tập. Và sau đó thì các bạn hãy lưu lại ở trên đồng hồ là được nhé. Tương tự như vậy với chiếc Garmin Fenix 6S thì các bạn cũng làm hoàn toàn tương tự thôi. Chỉ khác một chút là chúng ta sẽ không có phần cảm ứng mà thay vào đó chúng ta sẽ sử dụng phím cơ 5 nút. Thì tương tự các bạn cũng sẽ chọn môn mà mình vừa tải bài tập về. Chẳng hạn như bài yoga chẳng hạn này. Thì các bạn cũng truy cập vào phần menu của môn yoga bằng cách là nhấn nút up. Hoặc các bạn nhấn giữ cũng được nha. Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển xuống dưới và chọn phần tập luyện. Và chọn phần bài luyện tập. Do đây thì mình chưa tải bài yoga vào chiếc Fenix 6S cho nên chúng ta sẽ không có bài tập nào. Và mình cũng đã có tải bài tập sức bền về chiếc Fenix 6S này. Thì khi chọn môn sức bền, chúng ta sẽ thấy đó là bài tập 30 phút ở đây. Và đây ở trên đồng hồ thì cũng sẽ hiện cho chúng ta đó là các nhóm cơ sẽ được tác động ở trong bài tập này. Và nhấn xuống dưới thì các bạn sẽ thấy đó là chi tiết cụ thể của từng bài tập. Ví dụ như là nằm ghế đẩy tạ đòn 8 rep. Sau đó thì chúng ta sẽ có 20 giây nghỉ. Tiếp tục đó là nằm giang tạ đôi 8 lần lặp lại. Tiếp tục sẽ là 20 giây nghỉ. Ok, sau khi mà đã xem kỹ thông tin về các bài tập của chúng ta thì các bạn hãy nhấn nút Start. Và sau đó chúng ta sẽ chọn phần bắt đầu luyện tập. Và nhấn nút Start một lần nữa. Bắt đầu luyện tập. Và bài đầu tiên đó là 8 lần lặp lại cho bài nằm ghế đẩy tạ đòn. Và tương tự thì ở trên chiếc Fenix 6S chúng ta cũng sẽ có phần video hình ảnh động để các bạn có thể luyện tập theo. Và sau khi thực hiện xong bài tập này thì các bạn hãy tiếp tục nhấn nút back để chúng ta chuyển qua bài tiếp theo nhé. Và ở đây thì chúng ta cũng sẽ có phần hiệu chỉnh lại số rep mà chúng ta đã tập. Và tiếp tục chúng ta sẽ chuyển đến phần đó là 20 giây nghỉ ngơi. Và trong lúc nghỉ thì chúng ta sẽ có thể xem về các bài tập tiếp theo mà chúng ta cần lặp lại. Và đồng hồ sẽ có phần đếm ngược thời gian nghỉ này nhé. Và sau khi kết thúc thời gian nghỉ, chúng ta sẽ chuyển qua bài tiếp theo. Tương tự như vậy thì sau khi mà thực hiện xong bài tập này thì các bạn cũng nhấn nút back cho mình nhé. Để chúng ta chuyển qua phần bài tiếp theo, đó là nghỉ ngơi 20 giây, sau đó chúng ta sẽ chuyển qua bài mới. Ok, và các bài tập tiếp theo thì các bạn cũng làm hoàn toàn tương tự nhé. Và sau khi thực hiện xong thì các bạn lại tiếp tục nhấn nút ở trên bên phải này để chúng ta dừng bài tập. Và sau đó thì các bạn cũng sẽ lưu lại bài tập ở trên đồng hồ để có thể đồng bộ sang ứng dụng Garmin Connect nhé. Ok, như vậy là mình đã dẫn xong các bạn cách tải bài tập trong nhà trên đồng hồ Garmin như là các bài tập sức bền, là bài tập gym, yoga, cardio hoặc là bài tập Pilates, HIIT vào trong những chiếc đồng hồ Garmin của chúng ta để có thể luyện tập trực tiếp ở trên đồng hồ. Chúc các bạn thành công. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.